chương 71, thần y khuynh thành, 18. Bạch lão gia và người của tiêu gia đợi đã hai ngày, trước sau khách điếm đều có người canh gác, nhưng mà vẫn không thấy được người. Trong lòng bạch lão gia rất lo lắng đi qua đi lại trước cửa khách điếm, người tiêu gia đứng bên cạnh hai bên, nước sông không phạm nước giếng đều tự phân chia danh giới. Bạch lão gia và người đối diện đấu mắt ghét bỏ xoay đi. Hai nhà là đối thủ đối đầu với nhau một mất một còn đã nhiều năm, lần này họp chung lại chỗ này đúng là nghiệt duyên, lão gia lão gia không ổn rồi tiểu thư đang bắt đầu quậy phá người hầu của bạch gia vô cùng lo lắng chạy tới ngay cả thở cũng không kịp thở trên mặt vẫn còn chút khiếp sợ chắc chắn tiểu thư nhà họ quậy phá rất nghiêm trọng sắc mặt bạch lão gia tối xuống ông nhìn về phía khách điếm cắn răng phất tay đi chúng ta đích thân lên đó mời ông không tin ngày hôm nay không thấy được người của tuyệt hồn cốc bạch gia cũng không phải thế lực nhỏ bé gì nhưng hiện tại ngay cả bóng dáng người của tuyệt hồn cốc cũng chưa từng nhìn thấy không nghĩ người của Tuyệt Hồn Cốc kiêu ngạo đến mức này. Lão gia, người của Bạch gia ngăn cản, đắc tội với người của Tuyệt Hồn Cốc, tiểu thư có thể sẽ không còn cách nào chữa khỏi được đâu." Trong lòng Bạch lão gia lúc này tức giận và lo lắng đan xen, không thèm để ý đến lời ngăn cản đi thẳng lên lầu. Người của Tiêu gia thấy vậy cũng đi theo, cửa của khách điếm tương đối rộng rãi, tuy nhiên sau khi mấy người này đứng đó bỗng trở lên chật chội vô cùng. Lưu Phong giữ cửa bên ngoài thấy nhiều người khí thế hung hãn như vậy, trực tiếp rút kiếm tuy trên gương mặt cứng đờ không có chút biểu cảm nào nhưng đã hiện lên ý rất rõ ràng các người còn dám tới gần ta sẽ không nể mặt bạch lão gia đè nén sự tức giận xuống ôm quyền hô to một tiếng bạch mỗ đến để chào hỏi người của tiêu gia ở phía sau không hề có tiếng động gì có người đứng ra mặt trước bọn họ đương nhiên là rất vui mừng lưu phong không hề động đậy đứng như một bức tượng điêu khắc nhìn bọn họ bạch lão gia chỉ là làm dáng đến ngay cả thắt lưng cũng không thấy cong chút nào con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào cửa phòng đóng chặt thời gian dường như có âm thanh tích tắc tích tắc kêu lên mỗi một âm thanh đều đánh vào tim ông kéo kẹt không biết bao lâu sau cửa phòng mới chậm rãi mở ra người từ bên trong đi ra hai tay đặt trước người bước nhẹ nhàng đến phía trước lưu phong lưu phong thu lại vũ khí lui ra phía sau vài bước hồi tuyết hơi cúi người bạch lão ra tiểu thư không ở đây không thể gặp người sao lại thế được người của ta đều không hề thấy nàng ấy đi ra bạch lão ra thốt lên giọng rất lớn có phải tiểu thư nhà các người không muốn gặp ta phải không nàng ấy có yêu cầu gì cứ việc nói ra chỉ cần có thể chữa lành cho con gái của ta bạch gia tuyệt không đối xử tệ với tiểu thư nhà ngươi chỉ cần có thể dùng điều kiện để trao đổi mua chuộc thì đều không khó đối phó có điều lần này bạch lão ra gặp phải đối tượng khó đối đầu bạch lão ra ngài cũng biết quy định của tuyệt hồn cốc hồi tuyết mỉm cười giọng nói dịu dàng lễ độ tùy tâm mà chị bạch phụ tùy tâm mà chị cái khỉ mốc ấy quy định của Tuyệt Hồn Cốc vẫn luôn là kỳ lạ nhất trong các thế lực lớn trên đại lục. Tùy tâm mà trị chính là tùy tâm tình mà thôi, có nghĩa là đệ tử của Tuyệt Hồn Cốc khám bệnh, thích thì chữa không thích thì thôi. Nói, một cách đơn giản là tùy tâm trạng. Có thấy ngang tàng không? Chính là ngang tàng như thế đấy. Để ta gặp tiểu thư nhà ngươi, người của ông ta canh giữ trước sau, làm sao nàng có thể ra ngoài chứ? Nhất định là nàng kiếm cớ. Xin lỗi Bạch lão gia, tiểu thư thực sự không có ở đây có trời mới biết tiểu thư nhà nàng đi tới chỗ nào rồi nàng chỉ là ra ngoài nói vài câu với lưu phong chớp mắt một cái quay trở về tiểu thư nhà nàng đã không thấy tăm hơi đâu cả nàng phải làm sao đây đương nhiên là chỉ có thể mạnh mẽ bình tĩnh không thể để cho đám người kia biết nàng không biết tiểu thư đi đâu chẳng chuyên nghiệp tí nào ngày hôm nay ta nhất định phải gặp được nàng ấy nàng ấy thân là thầy thuốc lẽ nào không có một chút tấm lòng của thầy thuốc sao bạch lão ra hết sức kích động chuẩn bị mạnh mẽ xông cửa vào Lưu Phong lần thứ hai rút ra vũ khí đã thu lại. Ôi, nhờ một chút, làm phiền cho đi nhờ một chút. Ở đây tạm thời không đi qua được. Vì sao không được? Không được là không được. Hừ, các ngươi mua cả cái khách điếm này đấy à? Dựa vào cái gì không cho ta đi qua, với lại các ngươi chặn cửa phòng ta làm gì? Chuẩn bị cướp sao? Mang nhiều người vậy muốn ra oai phủ đầu à? Nham hiểm. May mà phòng trẫm không có chữ thức ăn. Tiểu thư. Hồi tuyết kích động kêu một tiếng, lại bình tĩnh trở lại. Người đã về. Mọi người theo bản năng quay đầu lại nhìn về nơi phát ra tiếng nói, người phía sau lục đục nhường đường, cuối lối đi một nữ nhân váy đỏ đang đứng mỉm cười nhìn bọn họ. Ánh sáng mờ nhạt phía sau chiếu trên người nàng, tạo thành một vòng ánh sáng ấm áp bao phủ thân thể của nàng. Là cô sao? Bạch lão gia từng gặp mặt Nguyên chủ ở Bạch gia, nhưng không hề có tiếp xúc, lúc này thấy minh thủ liền trợn to mắt, cô là người của Tuyệt Hồn Cốc. Minh thủ nhấc chân đi vào tay áo đỏ rực theo giọng của nàng vung lên, ta không phải người của tuyệt hồn cốc, thì chẳng lẽ là bạch lão ra sao? Cô quen biết với con gái của ta sao? Bạch phụ đột nhiên kích động, ông thấy nàng ở chỗ của bạch yên nhiên, yên nhiên lại quen người của tuyệt hồn cốc thật tốt quá. Bạch phụ bình tĩnh lại tâm trạng đang kích động, nếu đã là người quen với yên nhiên, bạch mỗ xin nói thẳng. Yên nhiên bị chút kích động không biết cô nương có thể đến xem bệnh cho yên nhiên không? Người của tiêu gia nghe vậy đều thay đổi sắc mặt cố gắng tiến lên nói, nhưng minh thủ cũng không cho bọn họ cơ hội nói chuyện, nụ cười hiền hòa vô hại đi qua hàng người, đứng trước mặt cách bạch lão ra 5 mét, ta phát hiện ra một việc. Bạch lão ra lòng đầy nghi vấn, chuyện gì? Bạch ra các ngươi có phải có năng lực đặc biệt hạng nhất không? Bạch phụ càng nghi hoặc, đây là ý gì? Minh thủ tiếp tục đi về phía trước, sau khi quay về bên người hồi tuyết mới mỉm cười, đều tự cho mình là đúng. Bạch phụ, còn nữa ta không ăn thịt người. Minh thủ ho khan một cái, Ánh mắt quái dị của bạch lão ra nhìn theo nụ cười không thay đổi, ta và con gái của ông có quen biết sao? Rất thân thiết sao? Hay là nàng ta đẹp như thần tiên cần ta đi thắp hương cúng tế, cho nên ta phải đi xem? Bạch Yên Nhiên càng hận nàng mới tốt, nàng còn đến chữa bệnh cho Bạch Yên Nhiên, trừ khi đói đến điên rồi. khí chủ người nên đến thăm Bạch Yên Nhiên đi, sau đó thì làm thế này, thế này càng khiến cô ta hận người hơn, là có thể sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi. Trong lòng minh thủ lặng lẽ chán ghét, thao tác khiến người ta khó chịu thật là đủ lắm rồi. Hài hòa hiệu đại, nhân phiền ngươi mỗi khi làm chuyện gì, thì úp mặt vào tường nhẩm tên của ngươi 10 phút, ngươi không làm thất vọng tên của ngươi sao? Chấm đây không phải là cái loại nghe dụ dỗ vài câu là sẽ thỏa hiệp làm theo đâu. Nhiệm vụ của chúng ta chính là thu thập giá trị thù hận, thủ đoạn gì cũng không quan trọng. Hơn nữa Bạch Yên Nhiên cũng không phải người tốt lành gì, người suy nghĩ đi, nếu như không phải do nàng ta thì nguyên chủ sẽ rơi vào tình cảnh kia sao? Đương nhiên, tôi cũng chỉ là cung cấp phương án dễ dàng nhất thu giá trị thù hận cho cô thôi, cô quyết định thế nào tôi không có quyền can thiệp. Hai hoa hiệu chỉ hứng thú với giá trị thù hận, những thứ khác không đáng khiến nó phải để tâm. Chương 72, Thần Y Khuynh Thành 19 Thái độ ngang ngược của Minh Thù, thành công làm nổi lên lửa giận trong lòng bạch lão ra, ông hừ lạnh một tiếng lạnh lùng nói, tiểu cô nương, nói chuyện đừng có ngạo mạn như thế, thế giới này lớn hơn cô nghĩ, tuyệt hồn cốc cũng không phải thiên hạ vô địch minh thủ không để tâm cười cười không chút nào tức giận vậy người đi tìm thiên hạ vô địch chữa bệnh cho con gái ngươi đi bạch lão gia cảm giác này giống như là nắm tay đánh vào bông không có tác dụng gì nếu như không thể khiến người đó tức giận thì người như vậy nếu không phải là một kẻ ngốc thì đó là một kẻ thông minh nhất trong những kẻ thông minh hiển nhiên nữ nhân đối diện không phải là kẻ ngốc bầu không khí hai bên có chút căng thẳng cô nương người của tiêu gia đứng đó xem kịch cũng đã lâu cuối cùng cũng đứng ra lên tiếng, thái độ so với Bạch lão gia thì tốt hơn nhiều, xin cô nương đến tiêu gia một chuyến, xem bệnh cho tiểu thư chúng tôi, về phần thù lao cô nương cứ yên tâm." Minh thủ quay sang cười nhạt với người của Tiêu gia, ngay lúc bọn họ cho rằng có hy vọng, nữ nhân lông mày nhướng lên, phun ra chữ, "Không." "Vì sao?" "Dù sao cô nương cũng phải cho một lý do chứ." Người của Tiêu gia không tức giận, chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi rõ ràng. "Nếu như không mời được người của Tuyệt Hồn Cốc, Tiểu thư nhà bọn họ có thể sẽ không cứu được. Lúc đi, lão gia đã ra lệnh bằng bất cứ giá nào cũng phải mời được người của Tuyệt Hồn Cốc. Minh thủ suy xét một chút đưa ra lý do chiêu bài của Tuyệt Hồn Cốc, tâm trạng không tốt. Tiêu gia đưa ra các loại điều kiện nỗ lực dụ dỗ Minh thủ, nhưng mà Minh thủ đều không hứng thú lắm, không khí chẳng biết vì sao yên tĩnh lại. Ở đây có chuyện gì thế? Âm thanh réo rắt từ bên kia vang lên, đánh vỡ bầu không khí quái dị. Nam nhân một thân y phục hoa lệ khuôn mặt kinh người chỉ cần liếc mắt là có thể làm người ta chìm đắm say mê hắn còn dựa vào khung cửa liếc mắt sang bên này ánh mắt chăm chú nhìn sang minh thù đỏ rực ở phía bên kia như lửa thiêu đốt sáng quắc lóa mắt bên trong con ngươi đen như mực của hắn là vũ trụ mênh mông ánh mắt minh thù chỉ dừng trên người hắn một giây nhanh chóng rời mắt đi lại gặp phải tú bà mở thanh lâu này thanh trần sắc mặt bạch lão già khẽ biến sắc tại sao ngươi ở đây ở đây không phải địa bàn túy hoa cát yêu nghiệt thanh trần này tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Hắn có mục đích gì? Vì sao ta không thể ở đây? Thanh trần từ bên kia đi qua, vạt áo dài kéo lê trên mặt đất, cho phép bạch gia chủ tìm thầy trị bệnh, còn ta thì không được ư. Ngươi có bệnh? Bạch phụ thốt ra. Ánh mắt thanh trần hơi đổi, âm thanh réo rắt mang theo vài phần trào phúng. Ta còn tưởng rằng chuyện này người trên đại lục đều biết, xem ra là gia chủ kiến thức hạn hẹp. Ánh sáng trong đầu bạch phụ vừa lóe, nhớ đến một tin đồn trên đại lục, nghe đồn các chủ túy hoa các sống không quá 26 tuổi. Mà túy hoa các dường như cũng đang nỗ lực tìm kiếm thầy thuốc có năng lực siêu phàm. Điểm này dường như đúng như tin đồn kia, người của túy hoa các cũng không phủ nhận. Cho nên hắn thật sự sống không quá 26 tuổi sao. Bạch gia chủ, tiêu gia chủ, nếu cô nương ấy đều từ chối, các ngươi cũng không cần phải bám giết lấy người ta, làm tất cả mọi người đều khó xử. Thanh Trần tiếp tục nói, là ta mời các ngươi ra ngoài, hay là... Câu nói kế tiếp Thanh Trần chưa nói ra, thoáng mỉm cười nhìn bạch lão ra đáy mắt bạch lão ra tràn đầy phức tạp vừa muốn tranh giành nhưng lại sợ rắc rối tuyệt hồn cốc không chỉ có mình ngươi chúng ta đi bạch phụ mạnh mẽ tìm cho mình một lý do rời đi đệ tử tuyệt hồn cốc nhiều người như vậy ông cũng không tin không tìm được người chữa trị cho con gái ông thế nhưng thù ngày hôm nay nhất định không bỏ qua minh thù hơi nhướng mày chỉ cười không nói vẻ mặt của hồi tuyết có chút buồn cười nếu ông ta biết người tuyệt hồn cốc đều nghe tiểu thư không biết có bị tức chết hay không. Người tiêu gia nhìn minh thù lại nhìn thanh trần giống như yêu nghiệt, cuối cùng chỉ có thể dẫn người rời đi. Hai nhóm người vừa đi hành lang liền chống trải, không khí được lưu thông không ít. Khóe miệng thanh trần đầy ý cười, chức phách cô nương, ta giải quyết cho nàng hai đám phiền phức đó, nàng dự định cảm ơn ta như thế nào đây? Minh thủ giơ nắm tay, cái này thì sao? Chức phách cô nương có chút thô lỗ. Thanh trần mặt không thay đổi, lúc trước, chức phách cô nương phá hủy địa bàn của ta, ta còn chưa kịp cảm ơn cô nương. Hắn là tên ngốc hả? Hủy nhà còn muốn cảm ơn chậm, chơi trò gì vậy? Không cần cảm ơn, dễ như trở bàn tay. Diễn viên xuất sắc minh thủ lại xuất hiện. Nơi đó thực ra ta đã muốn đổi từ lâu rồi, nhưng mà có cảm tình lâu năm với nó, nên vẫn không ra tay lần này trước phách. Cô nương quyết định giúp ta về tình về lý ta đều phải cảm ơn cô nương. Khóe miệng minh thủ cong ra độ cong đẹp mắt, vậy làm phiền ngươi thanh toán chi phí phá rỡ. Nói đến không biết xấu hổ thì vị này lợi hại hơn. Thanh Trần hít sâu một hơi, chức phách cô nương, giả dối qua giả dối lại thú vị lắm sao? Là ta bắt đầu à? Được rồi, là ta. Thanh Trần tự nhiên chuyển đổi nội dung chính của câu chuyện, chẳng hay có thể mời chức phách cô nương ăn một bữa cơm. Ta với ngươi rất thân thiết sao? Tự dưng mời ăn cơm, quan trọng là lúc trước còn đánh nhau, có thể có ý gì tốt chứ? Không đi không đi, cho dù ăn ngon cũng không đi. Ánh mắt Thanh Trần có chút mờ ám, chúng ta từng có quan hệ sắc thịt. Ta khinh, ai có quan hệ xác thịt với cái tên ngốc như ngươi, đánh nhau thôi đừng nói nghe dâm đãng như vậy, chấm là người đứng đắn. Minh Thù vẫn mỉm cười bình tĩnh, chạm ngươi một chút thì làm sao? Ngươi là tiểu cô nương à, sờ một cái là mang thai. Trong lòng thanh trần như muốn phát điên, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện gì. Nén cảm giác muốn xù lông dương nanh múa vuốt, hắn đi thẳng vào vấn đề. Trước phách cô nương, vừa nãy cô cũng nghe thấy ta có chuyện nghiêm túc tìm cô. Chữa bệnh à? Minh thù mỉm cười, ta không biết chữa bệnh, mời tìm người khác mẹ kiếp thanh trần nhịn không được chửi thề minh thù vừa định rời mắt lại nhìn chằm chằm thanh trần biểu cảm trở nên quái dị thanh trần nhanh chóng che giấu nhìn ánh mắt nghiên cứu tìm tòi của minh thù bình tĩnh nói chức phách cô nương là cốc chủ tuyệt hồn cốc nếu cô không biết chữa bệnh trên thế giới này còn có người nào biết chữa bệnh sao phải nhịn nhất định phải nhịn không thể bùng phát lúc này có mà nhịn được cái khỉ mốc ấy hắn chỉ muốn một phút bóp chết nữ nhân đối diện ta thực sự không biết chữa bệnh không tiễn Minh Thủ phất tay với Thanh Trần, bộ dạng tạm biệt không tiễn. Nàng không có hứng thú với cứu người, kỹ năng nhạt nhẽo vô cùng. Chức phách, thật là phiền phức, bám dai như địa. Trẫm đã nói không biết chữa bệnh mà. Không biết, Thanh Trần còn chưa nói xong, Minh Thủ đã như tên rời cung đánh về phía Thanh Trần. Bịch, dầm, thân thể Thanh. Trần bị đánh bay đụng vào bồn hoa trên hành lang, bồn hoa vỡ vụn rơi đầy đất. Trên người Thanh Trần dính không ít bùn, trên tóc còn dính vài miếng lá cây, có chút thê thảm muốn giết người làm sao bây giờ, thế nhưng, không được làm chết người. Rốt cục là tên khốn nào đưa ra cái quy định này thế không biết. mươi 73, thần y khuynh thành 20. Minh thủ đánh người xong ung dung quay về phòng, nhốt thanh trần ở ngoài cửa. Nàng vừa về đến phòng đã nhìn thấy cái trứng màu bắt mắt đang lăn qua lăn lại, trên bàn. Cái thứ này, còn có thể tự mình lăn trở về sao? Trứng màu phát hiện ra minh thủ bước đến, lăn lông lốc đến cạnh cái bàn nhảy lên nhảy xuống. Hù chết trứng, nam nhân kia thật đáng sợ, Minh thủ kéo cái ghế ngồi xuống. Ngươi tới chỗ ta làm gì? Trứng màu giống như một đứa trẻ làm nũng, lăn lăn hai vòng trong giọng trẻ con non nớt tràn đầy tủi thân. Thế giới bên ngoài thật đáng sợ, thật đáng sợ. Khói miệng Minh thủ giật một cái, đưa tay chỉ chính mình. Còn ta thì không đáng sợ sao? Trứng mò lắc lắc thân trứng, vẫn còn tạm. Ngươi nói không ăn thứ có thể nói. Nếu không vì những lời này, sau khi trốn người nam nhân kia, nó cũng không đến chỗ nàng. Ta không ăn, nhưng minh thủ cười nham hiểm kéo dài âm cuối không có nghĩa là người bên cạnh ta không ăn trứng ngây thơ như vậy cũng hiếm gặp trứng màu còn có thể loại này sao mạng của nó sao lại khổ như vậy ô ô ô nó phải về nhà chắc là người chỉ đang dọa ta thôi trứng màu thử thăm dò cực kỳ tủi thân nó thông minh đáng yêu như vậy vì sao có nhiều người muốn ăn nó chứ thực sự là nó không thể ăn ta không hủ dọa ngươi đâu minh thủ kéo đĩa trái cây bên bàn cầm trái cây khẽ cắn một miếng, lát nữa ta bảo hồi thuyết nấu ngươi. Trứng màu ở trên bàn nhảy nhót phát ra tiếng kêu giòn giã, giống như một đứa trẻ đang tức giận lên vì một việc không hài lòng nào đó. Sau cùng nó hét lớn một tiếng, ngươi cũng là một người xấu, con người các ngươi đều là người xấu. Trứng màu rỗi lăn xuống bàn, từ cửa sổ nhảy ra ngoài, biến mất trong tầm mắt Minh Thù. Minh Thù xem như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục ăn trái cây. Nàng phun hột đang chuẩn bị ăn tiếp một trái nữa thì trứng màu lại từ bên ngoài nhảy vào, dáng vẻ cực kỳ sợ hãi cả quả trứng đều đang run rẩy. Minh thủ nghi hoặc, ngươi lại quay về làm gì? Không sợ bị nấu à? Hay là sự hấp dẫn của chấm quá lớn, trứng màu trong lòng liếc Minh thủ một cái, vô cùng gấp gáp nói, con rắn kia tới. Rắn. Trong đầu Minh thủ hiện lên con rắn ngu xuẩn kia trong sơn mạch ma phong. A. À, bên ngoài vang lên một trận thét chói tai, có vật ngã xuống ầm ầm. Minh thủ đứng dậy nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trên đường hỗn loạn nhìn xa hơn một chút, một quái vật khổng lồ màu vàng óng đang qua di chuyển qua bên này. Tất cả những nơi nó đi qua đều bị phá hủy. Nó tới, nó tới. Trứng màu nhảy nhảy trong tay Minh Thủ, nó muốn tới ăn ta. Ngươi không phải là trứng thân thú sao? Minh Thủ nhìn trứng màu, còn sợ nó. Trứng màu nhảy càng mạnh hơn, bây giờ ta còn là kỳ ấu niên, chưa trưởng thành. Theo như con người các ngươi mà nói chính là một đứa trẻ, ngươi bảo một đứa con nít như ta so với người trưởng thành có thể so sánh được sao? Minh thủ tổng kết một câu, tại vì ngươi yếu, ta rất lợi hại. Trứng màu có chút không phục. Minh thủ câu môi, vậy ngươi đi đánh nó, sợ cái gì? Ta. Trứng màu trần trừ, tìm cho mình một lý do tốt hơn, bây giờ, ta còn chưa sinh ra, đánh với nó như thế nào? Chờ ta sinh ra, sẽ lợi hại hơn nó gấp trăm lần. Hừ, nó không hề yếu chút nào. Nó chỉ là chưa sinh ra thôi. Thế chả phải là yếu thì là gì? Trứng màu nó không hề yếu, không yếu, thấy con rắn đi về bên này, hồi tuyết và lưu phong đẩy cửa vào, hồi tuyết sợ hãi nhìn con rắn dục minh thù, tiểu thư, nó tới rồi chúng ta rời khỏi đây trước đi, cũng không phải là, tới tìm ta, sợ cái gì, khóe miệng minh thù vẫn như cũ, hiện ý cười nhàn nhạt, không phải tìm người, hồi tuyết rõ ràng không tin, lúc trước ở sơn mạch ma phong đánh nó như thế, nó không phải báo thù thì tới làm gì, minh thù chỉ chỉ trứng màu ở bên cạnh đang nhảy tưng tưng, đương nhiên là tìm nó, chỉ cần đem dao nó ra là được rồi. Trong nháy mắt trứng màu lui về sau vài mét nấp trong góc phòng, uất ức lên án minh thủ, sao người lại máu lạnh vô tình như vậy. Minh thủ gật đầu mỉm, cười đưa mắt nhìn trứng màu, nghiêm túc hỏi, ừ, ta chính là máu lạnh vô tình như thế đấy, thì sao nào? Có máu lạnh hay không, có vô tình hay không thì liên quan gì tới người ngoài? Trứng màu lại càng điên cuồng hơn. Thì sao nào? Nàng lại hỏi nó thì sao nào? Máu lạnh vô tình đáng kiêu ngạo lắm à? ngươi kiêu ngạo cái con khỉ ấy, còn có, nó đáng yêu lợi hại như vậy, thế mà nàng lại không thèm đoái hoài đến, nàng có phải là phụ nữ không? Có phải là con người không? Không bằng cầm thú. Tiểu thư, nó tới rồi. Hồi tuyết vừa dứt lời thì con rắn đã nhanh nhẹn lướt tới, sau khi đập nát một tòa nhà thì nó đã thành công đứng trước của sổ phòng minh thù. Đầu con rắn kia lớn gần bằng cái cửa sổ. Đôi mắt vàng óng như chuông đồng nhìn chằm chằm minh thù, thâm chầm lại biến đổi kỳ lạ. Chào, Minh thủ vẫy tay chào hỏi con rắn. Con rắn phun ra lưỡi rắn đỏ tươi, giữ tợn nói, loài người kia, đem trứng thần thú giao cho ta, ta tha cho ngươi một mạng. Ngươi ngu như thế, còn đòi tha ta một mạng sao? Minh thủ cười khẽ, ngươi tự lo lắng cho mình đi. Nàng chỉ ngón tay, con rắn nhìn theo ánh mắt Minh thủ, vài bóng người bao vây muốn chạy qua bên này. Hận ý trong mắt con rắn càng đậm, đuôi rắn vung lên nhà cửa ẩm ẩm bị chém thành hai. Đuôi sáng bóng dơ lên đổ trên mặt đất đồng thời bay lên lơ lửng giữa trời sắc bén bay về phía những người đang chạy qua phần phật đuôi rắn chuyển động đồ vật lộn xộn mang theo sức mạnh bén nhọn bắn ra xung quanh lưu phong tiến lên ngăn cản đồ vật bay đến hồi tuyết nhân cơ hội nắm cổ tay minh thù tiểu thư đi mau hồi tuyết kéo minh thù từ cửa chính rời khỏi khách điếm khách điếm sau lưng dầm một tiếng bị phá nát bụi mù cuồn cuộn hình ảnh con rắn đều trở nên mù mịt khụ hồi tuyết phất tay gạt bụi mang theo minh thù đến nơi an toàn một giây sau Cổ tay hồi tuyết chợt thấy bị xiết, nàng bị Minh Thù kéo về sau vài bước. Một vật màu đen từ trên trời đập xuống vừa lúc rơi trước mặt nàng. Cẩn thận một chút. Khí nóng dồn lên tai hồi tuyết, nàng nuốt một ngụm nước bọt, cảm ơn. Tiểu thư, nếu như lúc nãy tiểu thư không kéo nàng, có thể sẽ đập trúng nàng. Trước phách cô nương, lại gặp mặt rồi. Minh Thù buông hồi tuyết ra hơi liếc mắt, Thanh Trần đứng ở một chỗ cách nàng vài bước, trên người đã thay một bộ y phục càng xinh đẹp lộng lẫy, giống như một con bướm rực rỡ. Mặc dù là bụi bay mù mịt cuồn cuộn, cũng không ngăn được vẻ nhã nhặn tuyệt sắc của hắn. "Đúng là tú bà." Minh Thù mỉm cười, "Sao ngươi cứ theo dõi ta vậy, yêu ta sao? Tên nào mà yêu được nàng vậy, còn có muốn giữ thể diện không đây?" Thanh Trần cười hừ một tiếng, trực tiếp đáp lại, "Chức phách cô nương vẫn luôn tự khen như thế sao?" Minh Thù khiêm tốn tiếp thu, "Cũng bình thường mà, ai đang khen nàng chứ?" Thanh Trần kiềm chế không nổi điên, ngoài cười nhưng trong không cười thật hy vọng y thuật và da mặt của chức phách cô nương đều tốt như nhau. Chương 74, thần y khuynh thành 21. Ngươi yên tâm cái khác ta không dám chắc chắn, nhưng chữa chết ngươi không thành vấn đề. Nguyên chủ có thể trở thành truyền nhân của Tuyệt Hồn Cốc, đương nhiên y thuật không hề kém. Nhưng mà làm cái việc chữa bệnh vừa lãng phí thời gian vừa lãng phí sức lực này, nàng từ chối. Nữ nhân đối diện lộ ra nụ cười nhẹ nhàng, cả khuôn mặt nàng cũng nhuốm ý cười không nhìn ra có bất kỳ ác ý nào, nhưng sau khi nghe nàng nói, một giây sau lại muốn bóp chết nàng. Thanh Trần hít sâu một hơi, Trước phách cô nương, đừng có nói là cô chỉ là hữu danh vô thực, nhé. Ngươi thử là biết ngay ta có phải hữu danh vô thực không ấy mà. Bệnh thì nàng không trị được, nhưng hại chết người thì nàng lại tương đối có kinh nghiệm. Tiểu thư, đừng nói chuyện nữa. Hồi tuyết nhìn dáng vẻ hai người, có vẻ đang nói chuyện rông dài dữ lắm nên nhanh chóng đi tới cắt ngang bọn họ, nó tới rồi. Con rắn lướt qua đống đổ nát, kéo thân thể to lớn hướng về phía bọn họ, Phía sau một số người đang chạy theo tấn công nó. Đáng tiếc linh lực đánh vào người nó chỉ như gãi ngứa, không có chút hiệu quả nào. Con rắn xác định mục tiêu, xông thẳng vào minh thủ. Con người màu vàng ánh lên hai thân hình nhỏ bé trên mặt đất, hai người kia lại không nhìn nó. Lần trước như thế lần này cũng vậy. a à, nó đường đường là thánh thú, từ khi nào lại bị con người nhỏ bé làm lơ như vậy. Đây là khinh thường nó, bất kính với nó, nhất định phải đánh một trận. Đuôi con rắn từ bên cạnh quét qua minh thủ và thanh trần cùng nhau di chuyển hai người lần lượt tách ra đuôi con rắn từ phía dưới đảo qua hai người trao đổi phương hướng đứng ở vị trí của đối phương ngay cả góc áo của bọn họ đuôi rắn cũng chưa hề động tới thanh trần ổn định thân thể phùi phùi vạt áo chậm rãi nói thực lực của chức phách cô nương không tệ người cũng vậy thực lực nam nhân này tuy rằng không tốt lắm nhưng bản lĩnh chạy thoát thân của hắn cũng không đến nỗi nào hai người lại giả vờ khách sáo tiếp tục ngó lơ con rắn con rắn nổi giận đuôi thay đổi phương hướng mang theo tiếng gió rít gào cuốn về phía minh thù minh thù tiện tay bẻ một nhánh cây bên cạnh vung tay đánh xuống đuôi rắn con rắn nhìn nhánh cây thông thường thì chẳng thèm quan tâm nhưng khi nhánh cây đánh vào trên đuôi nó đau đớn như kim châm từ đuôi tràn lên đau đến tận xương rít rít con rắn đau đến gào thét loài người đáng hận chạy mau minh thủ vọt tới bên người hồi tuyết kéo nàng chạy ra xa hồi tuyết vẻ mặt ngây ngẩn tiểu thư lúc nãy người mạnh mẽ như vậy đều là giả vờ sao minh thủ chạy khiến thanh trần còn không phản ứng kịp hành động của nữ nhân này sao lại kỳ quái như thế còn tưởng rằng nàng muốn đánh một trận cùng thánh thú nào ngờ nàng mới đánh một chút đã bỏ chạy thế này thì khác quái nào vuốt đuôi cọp rồi chạy chứ không được hắn cũng phải chạy thanh trần vừa chạy hai bước liền dừng lại hai tay kéo vạt áo mình hắn không thể chạy hắn là các chủ túy hoa cát chạy trốn không phải là chuyện các chủ có thể làm không được chạy không được chạy Kết quả của không được chạy chính là Thanh Trần và con rắn đánh nhau qua vài con phố. Sau khi hủy hoại vô số nhà cửa trong thành khi người của túy hoa cát xuất hiện, hắn mới miễn cưỡng giữ hình tượng. Mà đầu sỏ gây chuyện đã sớm không biết chạy đi đâu. Thanh Trần tức giận thiếu chút nữa chửi lời thô tục. Con rắn ở Tây Lăng thành xưng vương xưng bá, người ta là thánh thú cực kỳ. Lợi hại người của các gia tộc lớn không làm gì được nó. Nghe nói Phượng Thành xuất quân chưa từng thành công, con rắn giống như nổi điên, ở Tây Lăng thành ra sức phá hoại, tiếp tục như vậy cũng không phải là cách hay, các gia tộc lớn bắt đầu thương lượng kế hoạch, không đánh chết được con rắn thì phải để nó rời đi. Đương nhiên cũng có người có ý muốn bắt con rắn cho bản thân. Nhưng mà thánh thú nào dễ đối phó như vậy, tất cả mọi người ra tay chưa kịp thắng thì đã chết rồi. Hành động của những người này làm con rắn tức giận, con rắn tức giận hủy diệt hơn phân nửa Tây Lăng Thành, thương vong vô cùng nặng nề. Tiểu thư, Phượng Thành và con rắn đang nói chuyện với nhau. Hồi tuyết vội vàng mang về tin tức mới nhất, con rắn yêu cầu bọn họ giao người và thanh trần công tử, còn có tiêu như phong, nếu không giao liền giết hết người dân trong thành. Tiêu như phong? Nàng không nghe lầm chứ? Hồi tuyết gật đầu, không sai chính là tiêu như phong, là tiêu như phong được tiểu thư đưa về tiêu gia. Minh thù! Giao nàng và thanh trần thì còn có thể hiểu, còn giao tiêu như phong nữa là thế nào? Từ bỏ trứng màu mà nó hàng ngày mong muốn sao? Con rắn và tiêu như phong có giao dịch gì không thể cho ai biết sao? Minh thủ suy nghĩ sờ sờ cổ tay, một tin tức lộn xộn hiện lên trong đầu nàng, cuối cùng tổng kết ra kết luận. Con rắn mang tiêu như phong đi, trong lúc đó phát sinh chút chuyện, cũng không phải không có khả năng. Con rắn là bàn tay vàng của nữ chính giả tiêu như phong sao, khỉ thật trong cốt truyện không thấy xuất hiện con rắn ngu xuẩn kia. Đạo diễn, có rắn tự dưng chạy vào này, hình như trứng màu mới là bàn tay vàng của tiêu như phong. Trứng màu là tiêu như phong cướp từ trên tay tiêu như phỉ, nhưng bây giờ trứng màu cũng không xuất hiện cùng với tiêu như phỉ. Tiêu Như Phong muốn cướp cũng không có cơ hội, cho nên thiên đạo mới cung cấp bàn tay vàng mới cho Tiêu Như Phong sao? Đúng là được trời ưu ái không cần sợ hãi. Một bàn tay vàng không có, không sao còn có bàn tay vàng thứ hai, thứ ba. Không được, phải ăn chút đồ ăn an ủi. Sau đó thì sao? Phượng Thành Thân là nam chính, không thể chỉ nói chuyện đến đó là đồng ý được. Hồi tuyết nuốt một ngụm nước bọt, trải qua cuộc nói chuyện, cuối cùng chỉ cần giao người và Tiêu Như Phong ra. Đứng sau Thanh Trần là túy hoa cát, lực lượng của túy hoa các phượng thành vẫn còn cần cân nhắc một chút. Cho nên cuối cùng, chỉ còn lại đệ tử tuyệt hồn cốc là nàng và tiêu như phong, không được yêu thích ở tiêu gia trở thành vật hy sinh. Tiểu thư, nếu bọn họ biết thân phận của người, cũng không dám tùy tiện giao người ra, người, ây ra người đừng ăn nữa. Bọn họ muốn đem tiểu thư giao ra đổi lấy bình an của Tây Lăng thành đấy. Hồi tuyết gấp gáp lo lắng. Bọn họ nói giao là giao được chắc. Minh thủ ôm đồ ăn vặt không buông tay, tiểu thư nhà em là người dễ nói chuyện như vậy, tiểu thư cao thủ trong tây lăng thành rất nhiều chúng ta không đánh thắng nhiều người như vậy được tây lăng thành giống như thủ đô đại lục huyền nguyên ở đây ẩn chứa vô số cao thủ để tây lăng thành không gặp tai ương ngập đầu rất có thể sẽ mời những tiền bối này xuống núi những lão quái vật kia bọn họ không thể đối phó đến lúc đó tiểu thư sẽ gặp nguy hiểm minh thủ quay đầu nếu lợi hại như vậy vì sao bọn họ lại không trực tiếp đánh bại con rắn hồi tuyết nghẹn một chút không biết trả lời như thế nào hồi tuyết biết vì sao không Minh thủ chống cầm nhìn nàng. Hồi tuyết gật đầu, rồi nhanh chóng. Lắc đầu. Bởi vì kẻ yếu dễ dàng đối phó hơn. Bắt nạt kẻ yếu chính là tâm lý của tất cả mọi người. Minh thủ vẽ vẽ vòng tròn, đôi mắt đảo quanh một vòng. Nhưng có một số người không muốn ủng hộ chính nghĩa đứng ra làm người quan trọng, vì chỉ cần phản đối sẽ bị rất nhiều người chửi mắng, quy cho họ một tội danh nặng nề ép họ vào đường cùng. Hữu danh vô thực, chỉ có tiếng nhưng trong thực tế không có gì. mươi 75, thần y khuynh thành 22 người đến mời minh thủ nhanh chóng tới minh thủ đứng ở hành lang khách điếm nhìn phía dưới dàn trận tâm tình rất tốt lực lượng hùng hậu như vậy coi trọng ta quá hồi tuyết im lặng liếc mắt nhìn lưu phong đang ngồi xổm trên xà nhà xem tình hình tiểu thư à bọn họ không phải mời người đi dự tiệc bọn họ là đến mời người đi chịu chết đó làm phiền người nghiêm túc một chút tiểu thư hồi tuyết níu chặt minh thủ không cho nàng đi xuống dưới người đừng xuống phía dưới minh thủ vỗ nhẹ tay hồi tuyết mỉm cười người ta đã phô trương lớn như vậy mời ta làm sao có thể không đi nhất định sẽ có trò vui xem không đi thật lãng phí tiểu thư hồi tuyết gấp đến độ dậm chân bọn họ không hề có ý tốt gì đến lúc đó xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì làm sao bây giờ người là cốc chủ tuyệt hồn cốc người không thể xảy ra chuyện gì mỗi cốc chủ đương nhiệm của tuyệt hồn cốc chỉ có một vị đệ tử hiện tại lão cốc chủ đã đi về cõi tiên tiểu thư còn chưa có đệ tử nếu thực sự xảy ra chuyện gì tuyệt hồn cốc phải làm sao tiểu thư như vậy là không có trách nhiệm với bản thân, cũng chính là không có trách nhiệm với tuyệt hồn cốc. Yên tâm, ta mạng lớn. Minh thủ giọng điệu đàng hoàng, chỉ có những người này, còn chưa làm gì được ta. Nàng không muốn chết, ai có thể bắt nàng. Đương nhiên là hồi tuyết không khuyên được Minh thủ, bọn họ được hàng ngàn người đưa đến một mảnh đất trống trong trung tâm Tây Lăng Thành. Lúc này trên mảnh đất trống là lớp lớp người vây quanh, các gia tộc lớn đều về tụ họp đông đủ, thân thể con rắn chiếm một dãy nhà, đầu rắn ngẩng cao kiêu ngạo nhìn người phía dưới phượng thành đứng trong đám người đứng xung quanh hắn là một vài vị lão tiền bối mỗi người mặt mày từ bi không có chấp niệm hình như những người này là những bậc cao nhân minh thù mỉm cười đi vào vòng vây áo ngoài màu đỏ bay trong gió không một chút luống cuống sợ sệt ánh mắt nàng nhìn mọi người tràn ngập sự ấm áp trên người nàng không có khí thế bén nhọn không khí xung quanh hoàn toàn yên ắng theo sự xuất hiện của nàng một người rõ ràng không có khí thế áp đảo nhưng sự tồn tại của nàng lúc này lại mạnh hơn bất kỳ kẻ nào. Ánh mắt mọi người di chuyển theo bóng người màu đỏ rực rỡ, có phức tạp có thương tiếc cũng có lạnh lùng căm hận đố kỵ. Trước phách cô nương, một nam nhân đứng tuổi trong đám người tiêu gia đứng ra, gọi Minh Thù lại. Minh Thù dừng chân, có việc gì sao? Ánh mắt tiêu gia chủ yên lặng quan sát Minh Thù, cô gái này trong tình huống như vậy lại vẫn có thể thong dong bình tĩnh như thế. Tiêu gia chủ đi về phía trước vài bước, hạ giọng, chỉ cần cô đồng ý chữa bệnh cho như phỉ, chuyện ngày hôm nay tiêu gia sẽ giải quyết giúp cô, điều kiện trao đổi như vậy trước phách cô nương cảm thấy thế nào? Nếu Phượng Thành có thể cùng con rắn đàm phán điều kiện, tiêu gia cũng có thể. Ngón tay minh thủ vân về tóc trước ngực, nếu không thì sao, tự ta có thể giải quyết, tại sao lại muốn ngươi giúp đỡ chứ? Nếu không thể dùng nắm đấm để giải quyết vậy thì sẽ nói đạo lý. Đối với cách nói đạo lý và dùng nắm đấm là ngang nhau, cho nên những lời này có cái gì khác nhau chứ? Lúc trước, tiêu gia chủ cũng đã nghe người hầu nói qua, Minh thủ rất khó nói chuyện, hơn nữa lại cực kỳ tự cao. Người tuyệt hồn cốc đều có y thuật người thường không theo kịp, tự cao một chút có thể hiểu được, nhưng ông không nghĩ tới người này có thể tự cao lại lớn lối như thế. Trức phách cô nương, cách nói chuyện lớn lối như vậy xem ra là nắm chắc mười phần. Tiêu gia chủ thay đổi giọng điệu. Minh thủ đưa tay che miệng hà một hơi một lát sau đó buông ra, mỉm cười, làm gì có bản lĩnh đó chứ? Tiêu gia chủ người đừng nói lung tung oan uổng cho một tiểu cô nương như thế như vậy quả thực là không lịch sự chút nào. Tiêu gia chủ, kẻ đần cũng hiểu được câu nói kia của ông, nàng xuyên tạc lung tung cái quỷ gì vậy? Vốn còn muốn cứu nàng một mạng. Nếu rượu mời không muốn chỉ muốn uống rượu phạt, vậy cũng chỉ có thể trách chính nàng ta số không may. Các ngươi đừng nói nhảm nữa, còn một người nữa mau giao ra đây. Con rắn không chờ được, cái đầu lớn mạnh mẽ hạ xuống vài mét, cảm giác áp bách cũng theo đó đè xuống, đoàn người liền rút lui về sau vài bước tiêu gia chủ liếc mắt nhìn minh thù vắt tay lui về sau tiêu như phong được người khiêng ra y phục trên người dơ bẩn vết máu loang lổ hơi thở yếu ớt giống như sẽ chết bất cứ lúc nào minh thù lấy mấy miếng thịt khô từ trong tay áo ra nhai thịt khô nhìn tiêu như phong bị kéo đến bên cạnh mình tiêu như phong còn chưa tắt thở cô ta nhấc mí mắt ánh mắt nhìn vào minh thù hận thù chợt lóe sáng thân thể cô ta run lên đôi môi khô nứt giật giật chức phách ừ là ta đây Minh thủ nhẹ nhàng đáp một tiếng, "Ngươi còn chưa chết à? Thật tốt quá." Thân thể Tiêu Như Phong càng run lên dữ dội hơn, từ trong kẽ răng rít ra, "Chức phách, ngươi đừng đắc ý quá sớm, ai thắng ai thua còn chưa xác định đâu." "Ừm." Minh thủ nhai thịt khô, mặt mày cong cong, "Ai thắng ai thua không quan trọng, quan trọng là ngươi có hận ta hay không mà thôi. Chậm không tới thi tài với ngươi, chậm là tới kéo ra trị thù hận." Hai tay Tiêu Như Phong nắm chặt thành quyền, trong con mắt đỏ ngầu tràn ngập hơi lạnh. "Hận!" sao lại không hận nữ nhân này năm lần bảy lượt gây phiền phức cho mình còn khiến mình rơi vào tình cảnh hôm nay đương nhiên mình hận nếu như hôm nay cô ta đại nạn không chết nhất định phải khiến nữ nhân này sống không bằng chết làm sát thủ nhiều năm như vậy cũng không phải để trưng chơi dựa theo giao ước chúng ta giao người cho ngươi còn ngươi rời khỏi tây lăng thành quay về sơn mạch ma phong không được đến tây lăng thành nữa phượng thành đại diện đứng ra đàm phán với con rắn hừ yên tâm ta không phải là loài người các ngươi nói không giữ lời con rắn hừ lạnh, loài người âm hiểm giả dối, lật lọng, còn không giữ chữ tín bằng loài thú bọn chúng. Phượng Thành liếc nhìn Minh Thủ và Tiêu Như Phong trong ánh mắt có chút âm u, Tiêu Như Phong tuyệt đối không phải là phế vật như bên ngoài thể hiện, về phần chức phách kia. Khung cảnh yên lặng mấy giây, sau đó Phượng Thành phất tay kéo các nàng sang bên con rắn. Tiêu Như Phong cong môi cười quái dị với Minh Thủ, "Chờ xem." Minh Thủ bình tĩnh nhét miếng thịt khô cuối cùng vào miệng phủi phủi tay hỏi các ngươi thực sự muốn giao ta cho con rắn ngu xuẩn này sao phì phì nói ai là con rắn ngu xuẩn nói ai đó con rắn giống lên vài tiếng với minh thù cũng không nhúc nhích miệng những người khác thấy vậy lúc này mới đứng ra chức phách vốn là do cô gây họa đừng cho là ta không biết chuyện xảy ra ở sơn mạch ma phong cô gặp rắc rối chẳng lẽ muốn người dân vô tội của tây lăng thành trôn cùng cô các ngươi nói chút đạo lý đi ngón tay trắng nõn của minh thù chỉ vào bạch ra lúc đó người gây chuyện rõ ràng là tiểu thư bạch gia như thế nào lại biến thành ta nếu không phải bạch yên nhiên muốn dùng cái mông đẹp đi tiếp xúc thân mật với con rắn làm sao lại kinh động đến con rắn chứ người nói bậy cái gì sao yên nhiên sẽ trêu chọc nó ngươi đừng hòng trốn tránh trách nhiệm bạch gia chủ nói lớn minh thủ dùng ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai nói người gào cái gì thế có tật giật mình à ai giật mình chứ không giật mình thì ông gào cái gì thế hay là uống nhầm thuốc rồi ngươi đổ oan cho yên nhiên nhà ta, lại còn không cho ta lên tiếng, ngươi đừng hòng liên lụy đến yên nhiên nhà ta. Bạch gia chủ gào đến đỏ cả mặt. Có cô mới là người uống nhầm thuốc ấy. Chương 76, thần y khuynh thành 24. Ôi chao, ta không cho ngươi lên tiếng lúc nào chứ, ta chỉ hỏi ngươi gào cái gì? Minh thủ vô tội buông tay, muốn chứng tỏ ngươi to họng hay là thế nào? Sức lực của Bạch gia chủ có thể giữ lại về nhà lên giường từ từ thể hiện, không cần phô ra cho chúng ta xem. Mọi người, làm bộ nghe không hiểu nàng đang nói cái gì sắc mặt bạch gia chủ hết xanh rồi lại trắng cuối cùng vung tay lên dồn khí xuống đan điền chức phách ngươi bớt nói xàm ở đây đi bắt cô ta cho ta dù cho hôm nay cốc chủ tuyệt hồn cốc ở đây cũng sẽ vì dân chúng vô tội tây lăng thành mà giao ngươi ra minh thủ buồn cười ngươi là cốc chủ tuyệt hồn cốc sao sao ngươi biết cốc chủ sẽ giao ta ra tự mình đem mình giao ra đây là cái trò chơi gì tuyệt hồn cốc y đức vang danh tấm lòng thầy thuốc cứu vớt thế gian là việc bọn họ phải làm. Bạch gia chủ làm ra bộ dạng đương nhiên. Minh thủ cười dạng dỡ với bạch gia chủ, vậy ngươi thật sự đã đoán sai rồi, vì ta sẽ không giao chính mình ra. Cái gì? Trong lúc đó nhất thời bạch gia chủ ngây ngẩn, một lúc lâu mới phản ứng được, ngươi còn dám giả mạo cốc chủ tuyệt hồn cốc. Ai cho ngươi lá gan đó? Ta chính là cốc chủ, vì sao phải giả mạo? Đương nhiên là hài hòa hiệu cho ta lá gan đó. Liên quan gì đến ta? ha 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 ha, nếu như ngươi là cốc chủ tuyệt hồn cốc, thì ta chính là lão tổ tông tuyệt hồn cốc. Trong đám người có người cười to, tiếp theo là từng chàng cười liên tiếp. Nữ nhân này điên rồi sao, lại dám giả mạo cốc chủ tuyệt hồn cốc, sợ rằng thân phận đệ tử tuyệt hồn cốc của nàng đều là nói láo. Thảo nào không dám khám bệnh cho người ta, khám bệnh không phải sẽ lộ tẩy sao. Tuyệt hồn cốc cũng không truyền ra tin tức đổi cốc chủ, làm sao cốc chủ có thể đột nhiên biến thành một tiểu cô nương, tưởng chúng ta là người ngu chắc, phượng thành mím môi ánh mắt rơi trên hình thêu trên ao ngoài màu đỏ của minh thù hắn đã từng nói hình thêu kia có chút quen mắt đó là hình thêu chỉ cốc chủ tuyệt hồn cốc mới có thể sử dụng nhưng mà nội dung hình thêu đó là gì không ai biết rõ nhìn qua có chút giống như cây cỏ nhưng cẩn thận nhìn lại thì giống hoa dù cho như vậy rốt cuộc thân phận nàng có phải là cốc chủ hay không lúc này còn chưa nói chính xác được bạch gia chủ phất tay ý bảo mọi người im lặng chức phách ngươi đừng hấp hối dễ dụa cốc chủ tuyệt hồn cốc không dễ giả mạo như vậy Tiểu thư vốn là cốc chủ Tuyệt Hồn Cốc, giả mạo cái gì? Hồi tuyết chen vào đoàn người, chạy đến trước mặt Minh Thù, các ngươi muốn đối địch với toàn bộ Tuyệt Hồn Cốc sao? Trước đây, tiểu thư rất ít xuất cốc, xuất cốc cũng không để lộ thân phận đệ tử quan môn của Tuyệt Hồn Cốc, lão cốc chủ mất đột ngột, tiểu thư lo liệu mai táng cho lão cốc chủ xong, liền rời cốc chưa kịp công bố tin tức thay đổi cốc chủ Tuyệt Hồn Cốc. Tiểu cô nương, không thể cứ nói như vậy là được, phải đưa ra chứng cứ. Nếu như ai nói mình là cốc chủ Tuyệt Hồn Cốc, bọn họ đều tin như vậy cốc chủ không phải đầy đường đều có à? Hồi tuyết nhắc nhở minh thủ, tiểu thư, tín vật. Minh thủ chớp mắt, tín vật gì? Nàng còn có đồ chơi gì sao? Khóe miệng hồi tuyết giật một cái, hạ giọng, trên người của người có một miếng ngọc bội, người quên rồi sao? Minh thủ suy nghĩ một chút, có sao? Hình như có. Nàng sờ sờ trong ống tay áo rộng, ngoại trừ lấy ra một đống thịt khô nơi đó đâu có ngọc bội gì. Mọi người, rốt cuộc trong tay áo nàng, có bao nhiêu thịt khô? Ha ha ha, còn muốn diễn trò? Không lấy ra được phải không? Mệt cho ngay cả đạo cụ cũng không chuẩn bị, lá gan của ngươi cũng khá lớn nha. Ha <laughs> ha. Tiếng cười nhạo càng lúc càng lớn. Tiểu thư, người để ngọc bội ở đâu? Hồi tuyết có chút nóng này, người tìm nhanh lên, trăm ngàn lần người đừng có ăn, còn có thể ăn. Không thể. Hồi tuyết chừng nàng, hồi tuyết sợ trên người tiểu thư toàn đồ ăn, cái gì cũng ăn. Minh thủ an ủi hồi tuyết, đừng nóng, đừng nóng, ta tìm thử xem không thể ăn, vậy khẳng định ở đây. Tìm ngọc bội trong đống đồ ăn quả thật chỉ có Minh Thù mới làm được. Các ngươi đừng cười. Minh Thù vui vẻ cười đến rực rỡ nhìn đám người kia, giữ sức lát khóc nha. Mọi người, chả nhẽ cô ta là một kẻ ngốc, hồi thuyết hận tình không được cái lỗ chui xuống, người khác lên võ đài hoặc là đẹp không thể tả, hoặc là khí phách chấn động bốn phương. Tại sao phong cách của tiểu thư nhà nàng lại mới mẻ như vậy? Có ai thấy lúc cần oai phong, lại lôi trong đống đồ ăn vặt tìm tính vật sao? không có chứ gì nàng cũng không có minh thủ mò mẫm nửa ngày cuối cùng cũng sở được một khối ngọc bội đôi mắt hơi sáng a à, tìm được rồi nàng lấy ngọc bội ra đưa cho hồi tuyết hồi tuyết lật qua lật lại thở phào may mà tiểu thư không làm mất mọi người nhìn minh thủ thật sự lấy ra một khối đạo cụ đều ngừng cười nhạo thật sự có thiệt hay giả hồi tuyết hử lạnh ngón tay buông lỏng ngọc bội rũ xuống thấy rõ chưa nhìn xem đây có phải là tín vật tuyệt hồn cốc hay không ngọc bội dao động trong không khí trên dương chi bạch ngọc có khắc một chữ đỏ như máu xung quanh dùng ám quang bao lại giống như có hào quang màu đỏ đang di chuyển trông rất chân thực mỗi một đệ tử tuyệt hồn cốc đều có một miếng ngọc bội nhưng miếng ngọc bội này rõ ràng cao cấp hơn ngọc bội thông thường rất nhiều hơn nữa phía trên có linh khí nồng đậm không phải vật bình thường không khí đột nhiên yên tĩnh lại nói không chừng là giả đó ai biết có phải ngươi làm giả hay không trong đám người vẫn có người cố chấp không tin nhìn kiểu gì cũng thấy nữ nhân kia giống như giả mạo hồi tuyết nắm chặt ngọc bội đôi mắt đẹp chừng người nói chuyện mọi người đều biết ngọc bội của cốc chủ tuyệt hồn cốc được chế tác từ cổ ngọc ngàn năm trên đại lục chỉ có một cái tiểu thư của chúng ta dù có năng lực mạnh đến đâu cũng không có thể làm ra một miếng giống như đúc có thể cho bản vương xem không phượng thành đứng ra hồi tuyết trần trừ quay đầu lại nhìn tiểu thư nhà mình minh thủ không phản đối đưa ngọc bội ra phượng thành kiểm tra ngọc bội một lần nhíu mày càng sâu cuối cùng trả lại cho hồi tuyết đúng là cổ ngọc ngàn năm không phải giả mạo lời này vừa nói ra không thể nghi ngờ chính là xác nhận thân phận thực sự của minh thù không thể nào bạch gia chủ hoàn toàn không tin cốc chủ tuyệt hồn cốc tại sao lại là một tiểu cô nương còn trẻ như vậy hồi tuyết đeo ngọc bội bên hông minh thù trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lạnh lùng có cái gì gọi là không thể chắc chắn là không thể thế nhưng thất vương gia đã nói ngọc bội kia là thật minh thù chạm ngọc bội một cái nói với hồi tuyết cho nên hiện tại các ngươi muốn đưa ta cho con rắn ngốc này hà đắc tội một đệ tử tuyệt hồn cốc bình thường và đắc tội cốc chủ tuyệt hồn cốc hoàn toàn là hai chuyện khác nhau nhưng là tại ngươi chọc có thanh âm yếu ớt nói đúng vậy dù cho ngươi là cốc chủ tuyệt hồn cốc cũng không thể làm liên lụy chúng ta nói thật hay ban đầu là bạch yên nhiên chọc phải con rắn ngu xuẩn này sau này con rắn ngốc kia xem trọng chứng thần thú muốn cướp chẫm đã làm gì chẫm đã làm gì các chủ túy thảo các cũng chọc giận nó đó sao các người không đem hắn ra giao cho nó? Việc này đâu phải mình chẫm gây ra sao lại đổ hết tội lên đầu chẫm, trông chẫm dễ bắt nạt thế à? Túy Thảo Các, Túy Hoa Các đổi tên thành Túy Thảo Các từ bao giờ thế? Thanh Trần biết chuyện này không? Chương 77, Thần Y Khuynh Thành, 25. Con rắn ngu xuẩn bị bỏ quên nên tỏ vẻ rất tức giận, người này đã ngó lơ nó thì thôi, còn dám làm cho những người khác ngó lơ nó. Con rắn giận tím mặt, đuôi rắn như dây leo trườn tới đánh thẳng vào Minh thủ và Tiêu Như Phong, nỗ lực quấn lấy các nàng. Thân thể minh thủ hơi hơi nghiêng dễ dàng tránh xa đuôi rắn, nhưng người giữ tiêu như phong lại bị đuôi rắn hù dọa đã buông nàng ta ra chạy đi. Tiêu như phong thành công bị đuôi rắn cuốn lấy. Phi phi, con người ghê tởm, nó muốn xé nát bọn họ, đặc biệt là nữ nhân đáng hận kia. Con rắn nâng thân thể lên muốn tấn công minh thủ, nhưng một giây sau thân thể nó cứng ngắc trong nháy mắt, chớp mắt một cái nó nhanh chóng lui về phía sau. Trong bụi mù cơ thể vàng óng của con rắn từ từ biến mất, nếu như không phải ở đây có một trận hỗn loạn thì con rắn có vẻ giống như chưa từng xuất hiện cứ thế mà đi à chuyện gì đã xảy ra vậy nó đi như vậy chúng ta không sao rồi chứ nó mang tiêu như phong đi rồi nhắc đến ba chữ tiêu như phong mọi người ngậm miệng không nói trong lòng những người này tiêu như phong chính là một phế vật một kẻ xui xẻo nhưng lúc này con rắn mang tiêu như phong đi ngay cả minh thủ cũng không cần điều này khiến họ không khỏi có nghi ngờ trong lòng Minh thủ dùng ngón tay chống cằm, trong đôi mắt mang theo nụ cười. Đúng thật con rắn là bàn tay vàng của Tiêu Như Phong. Một lát sau, nàng lấy thịt khô trong tay áo ra nhai, xoay người nhìn về phía mọi người. Trong ánh mắt của nàng không có bất kỳ trách móc hay phẫn nộ gì, ý cười vẫn dịu dàng ấm áp, càng như vậy càng làm cho người khác ớn lạnh rợn tóc gáy. Sắc mặt của Tiêu gia và Bạch gia là khó coi nhất, bọn họ vừa đắc tội với nàng, bây giờ muốn mời nàng ra tay chữa trị thì khả năng chỉ là con số 0. Các ngươi Minh Thù đặt hai tay ra phía sau, kéo dài giọng điệu, có muốn đóng gói ta, đưa qua cho con rắn ngu xuẩn kia nữa không? Mọi người, hồi tuyết em hãy nhớ kỹ những người ở đây ngày hôm nay, người của tuyệt hồn cốc đều không được chữa trị cho họ trong vòng 18 đời. Hồi tuyết hơi líu lưỡi, ác như vậy. Nhưng những người này cũng đáng đời, dám đổi tiểu thư lấy sự an toàn. Minh Thù định ra một cốc quy mới, sau đó mang theo hồi tuyết và lưu phong thản nhiên rời đi, ở phía xa xa còn nghe âm thanh của nàng truyền tới lát nữa đi ăn vịt nướng. Tiểu thư, người còn có thể nuốt trôi sao? Ngày hôm nay ta bị làm cho sợ hãi, ta phải ăn nhiều một chút để an ủi. Mọi người, ngươi thì bị sợ hãi gì chứ, bọn ta mới bị làm cho hết hồn đây này. Vương gia, nàng ta thật sự là cốc chủ tuyệt hồn cốc sao? Hộ vệ Phượng Thành vẫn giữ thái độ nghi ngờ, lúc trước nàng ấy sao lại đi theo tiểu thư bạch gia? Ánh mắt Phượng Thành tối xuống nhìn theo phương hướng minh thủ rời đi, vạt áo màu đỏ biến mất ở khúc cua, đi điều tra mau. Chuyện tuyệt hồn cốc đổi cốc chủ lớn như vậy, luôn sẽ có tin đồn. Vâng, vương gia, thánh thú, Tiêu Như Phong bị nó mang đi, thuộc hạ thấy nó không giống muốn làm hại Tiêu Như Phong, trong này có cái gì mờ ám không? Ngay cả hộ vệ cũng nhìn ra được điều không bình thường, đương nhiên Phượng Thành cũng thấy được sự kỳ lạ đó. Nhưng tâm tư lúc này của Phượng Thành đang vô cùng rối loạn, hắn suy nghĩ một lúc, trước tiên dọn dẹp mọi chuyện, còn lại để sau rồi tính. Vâng, sau khi con rắn náo loạn Tây Lăng Thành, toàn bộ thành chỉ đều rơi vào một bầu không khí quái dị mà trong tình hình như vậy thường thấy nhất chính là hình ảnh của cốc chủ tuyệt hồn cốc ra vào các tử lâu lớn quá đáng hơn là thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy hộ vệ bên cạnh nàng kéo linh thú nghênh ngang trở về thành tiếp theo sẽ ở nơi nào đó bay lên khói bếp tiểu thư chính là chỗ này nha hoàn chỉ vào khói bếp cách đó không xa nhỏ giọng khuyên can tiểu thư lão gia cũng không mời được nàng ta người thực sự muốn đi sao Bạch Yên Nhiên mang khăn che mặt, đôi mắt âm u nhìn màn xương cách đó không xa, mặt của ta có phải chỉ có người tuyệt hồn cốc mới có thể chữa trị phải không? Nha Hoàn hơi cúi đầu, có vẻ hơi sợ, "Vâng, lão gia đã tìm rất nhiều cách, nhưng mọi người nói chỉ có người tuyệt hồn cốc mới có thể trị khỏi." Bạch Yên Nhiên nắm chặt vạt áo, ổn định tâm trạng, "Đi, tiểu thư." Nha Hoàn đuổi theo Bạch Yên Nhiên đi đến nơi bốc lên khói bếp. Đây là một tứ hợp viện, trong viện rất nhộn nhịp tiếng trẻ nhỏ vui đùa ầm ĩ bên tai không dứt. Bạch Yên Nhiên đẩy cửa bước vào, khung cảnh bên trong trái hẳn với suy nghĩ, yên bình đến lạ. Vài đứa bé nhảy nhót xung quanh lửa trại ở giữa đang nướng thịt, miếng thịt bên ngoài vàng rụng, bên trong thơm mềm mùi thịt tỏa ra xung quanh. Nữ nhân áo đỏ mang theo nụ cười tự nhiên, đang dựa lưng vào hành lang cách đó không xa, gặm thịt nướng nhìn trẻ nhỏ vui đùa. Trước mặt Bạch Yên Nhiên đột nhiên tối lại, không khí lạnh lẽo đập vào mặt, tóc gáy đều dựng lên. Lưu Phong ngăn cản hướng nhìn của cô ta, đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Bạch Yên Nhiên, thể hiện ý tứ rất rõ ràng ở đây không chào đón cô, mời cô ra ngoài. Bạch Yên Nhiên nuốt nước miếng, ngẩng đầu, ta đến tìm chức phách. Tiểu thư không tiếp khách. Hồi Tuyết từ bên cạnh ló ra, chớp mắt đi ra, Bạch Yên Nhiên, nữ nhân này vẫn dám tìm đến đây sao? Không sợ tiểu thư bóp chết nàng sao? Ngươi tới làm gì? Hồi Tuyết chống nạnh, ta muốn tìm chức phách. Bạch Yên Nhiên chỉ vào Minh Thù, nha hoàn ở phía sau kéo kéo nàng, trong mắt Bạch Yên Nhiên có chút không kiên nhẫn, nhưng thái độ lại mềm mỏng, ta tìm cốc chủ nhà các ngươi. Hồi tuyết hử lạnh, tiểu thư không tiếp khách, lúc nãy ta đã nói rồi, bạch tiểu thư mời về. Hại tiểu thư thảm như vậy còn dám tới tìm tiểu thư, ai cho nàng ta lá gan đó. Đương nhiên, bạch yên nhiên không chịu, ánh mắt nàng lướt qua hồi tuyết nhìn minh thù đứng bên trong. Nói lớn, ta biết ban đầu tại sao ngươi lại muốn đến bên ta, là sư phụ ngươi bảo ngươi tới đúng không? Ông ta còn bảo ngươi bảo vệ ta đúng không? Là do sư phụ ngươi mắc nợ mẹ ta, Chức phách ngươi muốn vi phạm mệnh lệnh của sư phụ ngươi sao?" Minh Thù khẽ ngẩng đầu, mấy đứa nhỏ trong sân chợt ngừng chơi, mở to đôi mắt ngây thơ nhìn Minh Thù. Minh Thù mỉm cười, vẫy tay với bọn nhỏ, "Các em phải về đi học rồi, tỷ tỷ phải xử lý một chút việc." Bọn nhỏ che miệng chạy đến cửa nhỏ bên cạnh, đứa bé chạy chậm quay đầu lại, "Tỷ tỷ đừng nói cho thầy giáo biết chúng em tới nơi này của tỷ nha." "Được." Minh Thù cười đồng ý, những đứa bé này đều là học sinh tư thục ở sát vách bên cạnh có cửa thông với bên kia hương vị thịt nướng hấp dẫn bọn nó sang đây minh thủ không đuổi bọn nhỏ đi đám trẻ này thỉnh thoảng lại lén sang đây ăn thịt khi bọn trẻ đã đi hết minh thủ ném xương trên tay xuống rút khăn thong thả lau tay người nói không sai bạch yên nhiên liền thở phào bí mật này nàng ta phát hiện được là từ vật để lại của mẹ nàng nhưng ngay từ đầu nàng ta cũng không chắc chắn đến khi nghe minh thủ chính miệng thừa nhận nàng ta mới hoàn toàn yên tâm mặt của nàng ta được cứu rồi nhưng mà câu nói tiếp theo của Minh Thù đã dập tắt hy vọng mới nhen nhóm của Bạch Yên Nhiên. Nàng cất bước xuống cầu thang, ý cười trên môi cực kỳ nhu hòa, thế nhưng, điều đó là thật thì sao nào? Đó là sứ mệnh chức phách cần hoàn thành, không phải nàng. Nàng là Minh Thù không phải là chức phách, nàng đến đây để thu thập giá trị thù hận. Ngươi, Bạch Yên Nhiên trừng mắt nói lớn, ngươi phải bảo vệ ta, đây là giao ước giữa sư phụ ngươi và mẹ ta, ngươi không được phá bỏ giao ước. Chương 78, Thần Y Khuynh thành 26. Lúc mà ta làm theo giao ước, ngươi sai ta như người hầu, bây giờ còn muốn ta làm đúng như giao ước sao? Bạch tiểu thư, ngươi thật biết suy nghĩ. Nguyên chủ ngốc nên nàng cũng phải ngốc sao? Cái đồ không có não. Đây vốn là sư phụ người nợ mẹ ta. Bạch Yên Nhiên không phục, nếu như không nhờ mẹ ta, sư phụ ngươi đã sớm chết rồi. Đó cũng là chuyện của sư phụ ta và mẹ ngươi, có liên quan gì đến ta? Minh thủ nhướng mày cười khẽ, ngươi có bản lĩnh thì tìm sư phụ ta đi, ta lại không cách nào nhắn cho sư phụ ta được. Ngươi! Bạch Yên Nhiên không ngờ rằng nàng sẽ vô tình đến thế. Càng không nghĩ tới nàng sẽ đại nghịch bất đạo, một như vậy. Bạch Yên Nhiên vò mẻ không sợ sứt, ngươi không muốn bị ngàn người chê trách là vong ân phụ nghĩa, thì nhanh chóng chữa trị cho ta, bằng không ta sẽ khiến ngươi thân bại danh liệt. Hai Z, ta đã đắc tội với quá nhiều người, thêm mấy người nữa cũng chẳng sao, ngươi đi đi. Loại giá trị thù hận này, kéo tới kéo lui thành quen, ít hay nhiều gì đều giống nhau. Khăn che mặt giấu đi khuôn mặt dữ tợn của Bạch Yên Nhiên, nghiến răng nghiến lợi, chức phách được lắm ngươi chờ đó cho ta nàng xoay người muốn đi lưu phong lại rút kiếm cản đường nàng chức phách ngươi muốn làm gì bạch yên nhiên cảnh giác nhìn minh thù làm gì ư đương nhiên là đánh ngươi rồi chứ chẳng lẽ còn phải mời ngươi ăn cơm à xem chỗ của trẫm là nơi nào muốn tới thì tới muốn đi thì đi ngươi đang đi chợ chắc quan trọng là còn quấy giày trẫm lúc đang ăn minh thù sắn tay áo ngươi muốn tung tin đồn về ta ta đương nhiên phải giúp ngươi một tay rồi có chứng cứ thì sẽ càng có sức thuyết phục không phải sao. Cho nên, hiện tại ta cho người một chút chứng cứ, không cần cảm ơn ta, ta chỉ là giúp người làm niềm vui thôi. Cái gì? Bạch Yên Nhiên vô thức lui về phía sau, nha hoàn bên người nàng ta đã sớm sợ đến mềm nhũn, cũng không dám thở mạnh, nha hoàn đã nói là không nên đến đây. Ngươi đừng tới đây. Đừng sợ, chớp mắt một cái là xong ấy mà. Trước phách ngươi dám động vào ta, cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bạch Yên Nhiên lôi Bạch gia chủ ra, quát lên lần này nàng ta cảm nhận được sự kinh khủng của nữ nhân trước mặt, một cách vô cùng chân thật. Minh Thủ cười tươi. Hồi tuyết và Lưu Phong nhìn thấy một trận tra tấn. Hồi tuyết có chút không đành lòng, tiểu thư ra tay cực kỳ mạnh bạo, đối với nữ nhân cũng không có chút gì là dơ cao đánh khẽ. Lưu Phong mặt không đổi sắc, thậm chí có chút y muốn đi đến góc một tay. Bạch Yên Nhiên bị Minh Thủ đánh một trận, hài hòa hiệu lập tức nói cho nàng biết giá trị thù hận đã đầy. Minh Thù vẫn còn suy nghĩ một lúc, cụ thể nghĩ gì thì hài hòa hiệu cũng không chắc, dù sao những thứ mà nàng suy nghĩ khẳng định cũng không phải thứ gì tốt hiện tại chỉ còn giá trị thù hận của nữ chính giả còn chưa đầy nhưng mà không biết tiêu như phong đi đâu làm sao để kéo giá trị thù hận đây cho nên nàng vẫn nên đi ăn thì hơn vài ngày sau minh thủ nghe nói phượng thành mang tiêu như phỉ rời tây lăng thành đi cầu thần y không có tiêu như phong phá dối phượng thành và tiêu như phỉ tiến triển tuy rằng không tốt lắm nhưng không đến nỗi bị phá hoại có nên đi chọc tức phượng thành không nhỉ tiếp nhận thêm một nhiệm vụ nhánh gì đó nhưng mà nàng chưa kịp thực hiện đã bị bao phủ trong tin đồn của cả thành bạch yên nhiên trả thù không biết bạch yên nhiên làm sao có thể kích động những người đắc tội nàng lúc đó liên hợp lại chê trách nàng vong ân phụ nghĩa thấy chết không cứu là một thầy thuốc không có lương tâm người như vậy chính là cạn bã là bại hoại không xứng làm cốc chủ tuyệt hồn cốc gì đó nói chung hiện tại người dân toàn thành đều nghĩ nàng đáng chết minh thủ như đang xem cuộc vui xem náo nhiệt như chuyện không liên quan gì đến mình nhưng hồi tuyết lo lắng, hận không thể xông ra cùng những người đó đại chiến 300 hiệp. Tiểu thư, xảy ra chuyện rồi. Vài ngày sau, hồi tuyết vội vã bước đến, phía sau nàng có một cái đuôi nhỏ vừa nhảy ra, minh thủ nhìn nó, nó lập tức nhanh như chớp lăn ra sau cửa trốn. Hồi tuyết tựa như không chú ý mình đã dẫn theo một thứ trở về, mở miệng liến thoáng, tuyệt hồn cốc có người làm phản. Bạch yên nhiên lợi hại như vậy cơ à? Người tuyệt hồn cốc mà cũng có thể bị kích động, cũng tương đối ghê gớm đấy có người kích động đệ tử tuyệt hồn cốc chuẩn bị trục xuất người khỏi tuyệt hồn cốc hồi thuyết tức giận khó kiềm chế lúc lão cốc chủ còn sống đã có vài người không yên phận lần này sau khi người kế thừa vị trí cốc chủ lập tức rời khỏi cốc lá gan những người đó cũng lớn lên theo nói cho cùng là do địa vị của tiểu thư chưa đủ chắc chắn đại đa số mọi người trong tuyệt hồn cốc đều không phục tiểu thư tiểu thư lại không lập uy kịp thời tiểu thư chúng ta có nên quay về cốc không trở về làm gì đương nhiên là trở về giải quyết những kẻ tạo phản những kẻ phản bội này tuyệt hồn cốc sẽ không tha cho bọn họ tiểu thư mới là chủ nhân duy nhất của tuyệt hồn cốc trở lại tự chui đầu vào lưới chịu chết hà người ta muốn tạo phản bên trong tuyệt hồn cốc cũng không thể không sắp xếp thiên la địa võng hai chờ nàng quay về hồi tuyết hình như cũng có lý em nghĩ bạch yên nhiên có bản lĩnh lớn như vậy không người của tuyệt hồn cốc xuất quỷ nhập thần người bình thường cũng không tìm được họ chứ đừng nói chi là khuyến khích bọn họ tạo phản Bạch yên nhiên thiếu hụt chỉ số thông minh sao có thể có bản lĩnh lớn vậy? Nàng ta chỉ là vai phụ mà thôi. Tiểu thư ý của người? Có người ở phía sau thao túng. Minh thu cười cười, có người thao túng hay không thì nàng không biết, nhưng mà kế tiếp sẽ rất náo nhiệt, làm cho người ta chờ mong. Bên trong tuyệt hồn cốc hỗn loạn, không ít người đều lựa chọn đi theo kẻ tạo phản. Mà Minh thu ở bên ngoài bị người khác hợp lực lên án công khai, đuổi nàng ra khỏi Tây Lăng Thành. Nàng ở bên ngoài cả ngày đều bị người khác vây lại hô khẩu hiệu khẩu hiệu cũng không thèm đổi một cái mới, cứ như vậy truyền ra xung quanh một tin lặp đi lặp lại. Khẩu hiệu này cũng không thèm đổi mới. Minh thủ cũng nghe không nổi nữa. Trong tay Minh thủ có một con thú nhỏ đủ màu sắc, đang nằm úp sấp trông như một chú chó con, cái đuôi ngắn đong đưa liên tục, đôi mắt phiếm xương, đáng yêu đến mức tâm muốn tan chảy. Tiểu móng vuốt đầy lông của nó lay trứng màu, màu sắc trứng màu nhàn nhạt, nhạt đã mất đi độ sáng. Hồi Tuyết đứng một bên nhìn rất muốn đi tới sờ sờ, nhưng thú nhỏ này rất hung dữ không cho bất kỳ kẻ nào sờ, ngay cả tiểu thư cũng không cho sợ, nàng không biết thú nhỏ này từ đâu mà tới. Một buổi sáng nào đó đột nhiên cùng tiểu thư đi ra, nhưng mà màu sắc của nó và quả trứng màu đã mất đi sức sống. Hơn nữa sau khi nó xuất hiện trứng màu cũng không có động đậy gì nữa. Hồi tuyết nghi ngờ nó là thần thú từ bên trứng màu nở ra, không biết là thuộc giống gì. Minh thủ nghe đến mất kiên nhẫn, liếc mắt ghét bỏ nhìn. Thú nhỏ đang chơi với cái trứng không còn tí dấu hiệu sống nào. Đôi mắt hắc bỏ thạch của thú nhỏ chừng trở lại, nhìn cái gì? Minh thủ vươn tay muốn bắt thú nhỏ, lông mao trên người thú nhỏ xù lên, trong cổ họng gầm nhẹ. Minh thủ chụp một cái tát xuống, thân thể thú nhỏ quá nhỏ, ôm trứng màu té xuống bụi cỏ cả người nó được bụi cỏ che khuất. Thú nhỏ nhảy lên khỏi bụi cỏ phản kháng, tuy chỉ là mấy tiếng kêu nhỏ, nhưng Minh thủ đều hiểu hết. Lại đánh ta, tay chân nhỏ sinh lại đầy lông xù nhảy lên nhảy xuống, khiến nó lại càng đáng yêu hơn. Minh thủ hừ một cái, sắn tay áo lên chuẩn bị đi ra ngoài đánh nhau một trận giải sầu nàng vừa sắn tay áo lên, có một luồng gió nhẹ phất qua, mùi hương kỳ lạ bay tới. Một đại nghịch bất đạo, vốn chỉ những lời nói cùng hành vi phạm thượng tác loạn, phá hoại trật tự phong kiến, hiện dùng để hình dung tội to ác lớn. Hai thiên la địa võng, lưới răng khắp trên trời dưới đất, ví sự bùa vây khắp mọi nơi, mọi phía không thể nào thoát ra được. Chương 79, thần y khuynh thành 27. Trước phách cô nương, dạo gần đây có vẻ sống không được yên ổn nhỉ. Thanh Trần vẫn như cũ, một thân y phục tú bà hoa lệ, trong tay giờ có thêm một cái quạt gấp, giống như các người đẹp cầm quạt nhẹ nhàng phay phẩy. Lần trước ăn đòn chưa đủ hà. Minh thủ mang nụ cười tiêu chuẩn, còn muốn ăn một bữa xa hoa nữa không? Trước phách cô nương. Thanh Trần lui về sau một bước, ta không có tới tìm nàng đánh nhau. Ánh mắt Thanh Trần rơi vào thú nhỏ đang chật vật bò ra khỏi bụi cỏ. Hắn hít mắt một cái đây là trứng thần thú nở ra phải không? Trông có vẻ hơi sành điệu nhỉ. Không đến đánh nhau, ngươi tới làm gì? Còn muốn cướp đồ ăn của Trẫm?" Thanh Trần thu lại ánh nhìn, khóe miệng cong lên độ cong mê người, "Hiện tại, chức phách cô nương đang bị phiền phức vây quanh, ta đương nhiên đến thay cô nương giải quyết phiền toái rồi." Minh Thù dùng ánh mắt đang quan sát quái vật nhìn Thanh Trần, "Đầu ngươi bị cửa kẹp à? Hay là não bị quái thú ăn rồi? Đừng tưởng rằng ngươi trưng ra khuôn mặt có tính lừa dối kia, là có thể thuận miệng nói bừa. Trẫm không dễ gạt thế đâu." Thanh Trần kiềm chế tâm tình phát điên, "Chức phách cô nương" ta giúp nàng giải quyết chuyện này nàng chỉ cần giúp ta trị bệnh là được rồi nàng tuyệt đối không bị thiệt thòi đâu ngươi đi chết đi mệt mỏi quá độ thanh trần hắn có thể đánh chết nàng không ai nói với lão tử có gương mặt này thì nhiệm vụ gì cũng cực kỳ đơn giản đơn giản cái con khỉ minh thù nhấc chân đi ra ngoài cửa thú nhỏ ôm trứng màu tròn vo đuổi theo minh thù thanh trần ngứa chân chìa chân ra cản đường thú nhỏ cả người đầy lông đủ mọi màu sắc của thú nhỏ trong nháy mắt phồng lên như con nhím giữ tợn chừng mắt nhìn chân dài trước mặt móng vuốt nhỏ ôm trứng màu thật chặt giống như có người muốn cướp trứng của nó thanh trần nghĩ thú nhỏ này rất thú vị chợt nghe giọng nói của minh thù từ xa xa truyền tới ta khuyên ngươi tốt nhất là đừng có chọc nó chẫm sờ một cái đã sù lông tên ngốc này còn dám tùy tiện đưa chân ngáng nó lá gan cũng to gớm đây là trứng thần thú nở ra sao thanh trần không thu chân tiếp tục cản đường thú nhỏ tò mò hỏi nó là giống loài gì hắn chỉ biết đây là trứng thần thú nhưng lại không biết là cái giống gì. Đến bây giờ, tất cả các thần thú được nở ra chưa hề thấy qua loài nào giống vậy. Ngươi hỏi nó đi. Chậm làm sao biết nó là giống gì? Nụ cười minh thủ có vài phần quái dị, trong lúc không rõ có thể thấy có chút chờ mong, nàng chờ mong cái gì không biết, Thanh Trần có chút suy tư, theo bản năng thu chân lại. Dường như là cùng với lúc hắn thu chân, chỉ thấy nữ nhân đối diện lộ ra biểu cảm tiếc nuối. Quả nhiên là có bẫy, may mà lão tử kịp thu chân lại thú nhỏ trừng mắt nhìn thanh trần lông trên người xẹp xuống nó ôm trứng màu lắc lư đuổi theo minh thù như cục bánh trôi lăn trên đất thanh trần nhìn chằm chằm thú nhỏ theo minh thù rời đi rất nhanh bên ngoài liền vang lên từng hồi từng hồi kêu la mắng chửi thanh trần với y phục sặc sỡ đi ra khỏi cửa viện khung cảnh bên ngoài rất nhức mắt nữ nhân mặc áo khoác đỏ như lửa cầm cái chổi quét ngang chiến trường cái chổi vốn hết sức tầm thường lúc này lại như một thần binh lợi khí đánh cho những người này kêu rên không ngừng không còn sức đánh trà đều quỳ dưới cái chổi. Chuyện gì thế này, cái chổi được hòa thượng khai sáng sao, thanh trần ôm tay, trong lòng phức tạp mọi tâm trạng đan sen. Lại chỉ có thế giữ nguyên nụ cười, mê hoặc lòng người, làm ra vẻ như một đại trượng phu cao ngạo. Mặt cứng đờ, lần đầu tiên phát hiện thấy cứ phải diễn thật mệt mỏi quá. Rốt cuộc tại sao lão tử phải chịu cái tội này? Minh thủ oai phong uyển chuyển vung trổi lên đập một cái trên mặt đất, thở ra một hơi mặt mỉm cười, Ngày mai, các ngươi còn dám chạy đến chỗ ta hô khẩu hiệu phiền nhiễu dân chúng, ta cam đoan các ngươi có thể sẽ được thoải mái còn hơn ngày hôm nay. Có bản lĩnh thì lên đây đối đầu, coi như là các ngươi đánh chết ta cũng không sao. Mọi người ôm ngực sợ hãi nhìn chằm chằm vào cái chổi của Minh Thù. Bầu không khí yên tĩnh lạ thường, không biết là ai hét lớn lên một tiếng đi, người trên đất đều đứng lên tự dìu nhau rời đi. Thanh Trần khoanh tay đi xuống bậc thang, nhìn Minh Thù, trước phách cô nương cứ buông tha cho bọn họ như thế sao? chẳng lẽ còn phải chữa thương cho bọn họ sao minh thủ ném trổi phủi tay ta khám bệnh phí rất đắt người bình thường không trả nổi đắt bao nhiêu ta đều có thể trả được minh thủ nhếch miệng hở ra hàm răng trắng trả bằng mạng sống thanh trần chị cho đến chết bốn chữ này khắc sâu ấn tượng từ ngày đó sau khi minh thủ đánh những người công khai lên án một trận người đến làm phiền không giảm mà còn tăng lên minh thủ đánh người không thấy máu nhưng người bị nàng đánh lúc đó thì không thấy gì Vài ngày sau thì cảm thấy không ổn, cả người mệt mỏi tay chân nặng chịu như mang chỉ, nằm trên giường không thể động đậy mời ai đến xem cũng không có tác dụng gì. Công tử, nữ nhân này rất tà môn. Những người bị nàng ta đánh, không một ai may mắn tránh khỏi, ngay cả người của tuyệt hồn cốc cũng không khám ra được bệnh. Thanh Trần nằm trên ghế tựa, có một chút nhìn qua, người của tuyệt hồn cốc xuất hiện rồi sao? Nàng ta không quay về, người của tuyệt hồn cốc đứng ngồi không yên nên phải xuất hiện người bẩm báo dừng một chút công tử chúng ta có nên đổi người khác không những người khác của tuyệt hồn cốc cũng có y thuật tốt hay là thanh trần mở quạt xoẹt một cái che nửa mặt khuôn mày cong cong không ta chỉ muốn nàng ta chữa trị cho ta công tử không phải là người thích nàng ta rồi chứ nữ nhân kia tự cao lại kiêu ngạo ngoại trừ có thân phận cốc chủ tuyệt hồn cốc cũng có vẻ hơi dễ nhìn ra rốt cuộc có cái gì khiến công tử giữ mãi không buông thế hừ ai sẽ thích cái người điên kia Hộ vệ kinh ngạc nhìn Thanh Trần. Thanh Trần nhanh chóng dùng quạt che mặt, đi về phía trước, ta tự có dự định của mình không cần hỏi nhiều, đi xuống đi. Vâng. Hộ vệ cẩn thận từng bước rời đi. Sao lại thấy gần đây hành vi công tử có chút khác thường? Đừng nói là công tử thực sự xem trọng nữ nhân kia, hộ vệ dùng mình, thật đáng sợ. Vào đêm, Minh Thủ bụng đói cồn cào không tài nào ngủ được. Thú nhỏ đang ôm trứng ngủ bên cạnh, bị Minh Thủ tát một cái té xuống phía dưới thú nhỏ giật mình tỉnh giấc xù lông nhe răng trợn mắt chừng minh thù làm gì đấy lại đánh nó sau này nó không lớn nổi đều là tại nàng minh thù ung dung nhìn nó trong họng thú nhỏ rầm rì vài tiếng tiểu móng vuốt ôm trứng màu xê dịch sang bên cạnh trừ chỗ cho nàng nói cũng không nói ngươi tiến hóa thất bại à minh thù mặt ghét bỏ thú nhỏ tiếp tục nhếch miệng chừng minh thù hung ác kháng nghị dữ dằn làm gì ngươi cũng không biết nói còn dám hung hãn chừng nàng, bé không dậy lớn sinh hư. Thú nhỏ, đáng ghét, chờ đó rồi nó sẽ biết nói. Chọc thú nhỏ xong, Minh thủ xuống giường đi tìm đồ ăn, đi được. Nửa đường thì thấy Lưu Phong đang đứng im như cái cột trong góc tối. Hắn dường như không cần ngủ, mà cũng chẳng bao giờ Minh thủ thấy hắn ngủ. Nửa đêm tỉnh dậy cũng thấy hắn đứng ở chỗ gần nàng, có thể xem xét thưởng cho hắn bằng khen vệ sĩ của năm rồi. Minh Thù ăn xong quay lại thì thấy Lưu Phong không còn ở chỗ đó nữa, Nàng đang cảm thấy kỳ lạ thì nghe thấy một tiếng động giống như một vật to lớn nào đó, vừa rơi xuống. Chương 80, Thần Y Khuynh Thành 28 Thanh Trần như rủi nhặng, chỗ nào cũng nhúng tay vào. Lúc này, Thanh Trần đang đứng trước mấy thi thể, ánh trắng chiếu lên mặt hắn phủ một tầng sáng bạc như tinh linh trong đêm, càng làm cho hồn phách điên đảo, tâm hồn mê mẫn. Minh Thù lại cảm thấy xuất hiện một luồng khí thuần khiết lạ kỳ. Chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt liền biến mất, chỉ còn lại tú bà mỗi một cái giơ tay nhắc chân đều mê người, Chú bà cười câu hồn, âm cuối đầy trêu ghẹo, chức phách cô nương, nàng thật là không cẩn thận chút gì, nhiều người xâm nhập như vậy cũng không biết. Ánh mắt Minh thủ đảo qua thi thể, Lưu Phong đâu? Ta để hắn nghỉ ngơi rồi. Thanh Trần kéo y phục dài chấm đất đi qua đến trước mặt Minh thủ, hơi cúi người mùi thơm kỳ lạ dần dần nồng nặc, chức phách cô nương, ta thấy đêm nay ánh trăng rất đẹp, rất thích hợp chữa bệnh nàng thấy sao? Mẹ nó, bệnh tâm thần à? Trăng tròn với chữa bệnh thì có liên quan cái khỉ gì tới nhau Minh thủ? xoa xoa cổ tay trong ánh mắt chờ mong của thanh trần cong môi ta nghĩ thích hợp đánh người hơn một giây sau nàng nắm cổ áo thanh trần quăng qua vai gom cùng mấy thi thể cùng lúc ném văng ra thanh trần sống mà như đã chết ngã vào đám thi thể là nữ nhân sao là nữ nhân sao ngươi cho là thanh trần sẽ buông tha như vậy sao không hắn là một người cố chấp minh thủ một ngày không chữa bệnh cho hắn hắn vẫn sẽ quấn lấy nàng nhưng thanh trần cũng là một người thông minh Mỗi lần hắn xuất hiện đều sẽ chọn đúng thời cơ sẽ không chọc giận Minh thủ, thậm chí còn có thể giúp Minh thủ một tay. Nhưng Minh thủ không cảm kích, mỗi lần không phải là bị đá văng ra thì là bị đánh đến thảm hại, thể diện của toàn bộ túy hoa các đều bị hắn vứt sạch. Thanh Trần vô cùng hoài nghi bản thân. Mùng 9 tháng 5, họ thần đế quân mở tiệc chiêu đãi bốn phương, không biết tại sao Minh thủ lại được mời. Sau khi truyền đi thủ đoạn hung hãn của nàng, trong khoảng thời gian này, ngoại trừ Thanh Trần còn dám táo tợn quấy dày nàng những người khác đều yên lặng không dám ho he. Ngay cả kẻ phản bội của tuyệt hồn cốc đều không ló đầu. Cái này cũng không trách được người của tuyệt hồn cốc, nếu như người khác bị tạo phản, đã sớm vội vàng đến không chịu được. Nhưng minh thù này, ngay cả một phản ứng cũng không có, luôn làm ra vẻ các ngươi thích phản thì phản, đừng quấy dây ta ăn là được. Khiến người của tuyệt hồn cốc nghĩ không thông, nào dám tùy tiện xuất hiện. Tiểu thư, chúng ta phải vào thật sao? Hồi tuyết nhìn cửa cung nguy nga người đến người đi, có hơi do dự, Minh Thù không để ý đến thú nhỏ đang phản kháng, đem nó và cả trứng màu nhét vào tay áo, đã tới cửa rồi mà lúc này lại quay về, hình như không hay lắm. Nói không chừng còn rất náo nhiệt ấy chứ. Thế nhưng, Hồi Tuyết còn muốn khuyên Minh Thù, "Ôi chao, tiểu thư người đợi em với." Minh Thù cầm thiệp mời đi vào hoàng cung, còn chưa đi được hai bước, Bạch Yên Nhiên mang theo người cản đường. Mặt Bạch Yên Nhiên đã được chữa lành, đứng bên cạnh cô ta là một đệ tử của Tuyệt Hồn Cốc thấy minh thù, người đệ tử kia sợ hãi gục đầu xuống. Nhất minh, ngươi. Hồi tuyết chỉ vào đệ tử kia có chút không thể tin. Bạch yên nhiên cao quý ngẩng đầu, chức phách, gần đây ngươi không được ngủ ngon phải không? Ngươi sớm giao tuyệt hồn cốc ra cũng là chuyện tốt, miễn cho chịu nhiều đau khổ hơn. Minh thù mỉm cười, đôi mắt ngạo nghễ liếc nàng. Mấy giây sau a, à, tiếng kêu thảm thiết của bạch yên nhiên dẫn những người nghỉ chân xung quanh chạy tới, minh thù phủi tay một cái không nhanh không chậm nói chặn đường rồi bạch yên nhiên chật vật ngã trên đất nhận thấy các loại ánh mắt giò xét xung quanh cái loại ánh mắt này đối với bạch yên nhiên mà nói giống như là lửa nóng thiêu cháy nội tâm của nàng ta sắc mặt nàng ta tái xanh nhìn minh thù hận ý trong lòng cuồn cuộn như thủy triều rõ ràng người toàn bộ đại lục đều mắng nàng ta nàng ta hẳn là rơi vào đường cùng người nên khóc là nàng ta mới phải vì sao nàng ta lại còn có bộ dạng làm người khác hận đến nghiến răng như vậy ung um dung tự tại một cách quá đáng nàng ta chính là chức phách sao sao nàng ta lại vào cung hiện tại tuyệt hồn cốc đang rối loạn sao cũng không thấy nàng ta sốt ruột giao tuyệt hồn cốc cho nàng ta thật đúng là đáng tiếc ngay cả biển hiệu của cốc cũng tự mình đạp bỏ có người nói xấu minh thù là do nàng ta vô dụng nàng ta thật lợi hại nhiều người như vậy đều đánh không lại lợi hại có ích gì thời gian dài như vậy có khi nào thấy nàng ta thể hiện y thuật đâu tuyệt hồn cốc là nơi nào chứ y thuật vô song, thực lực của nàng lợi hại thế nào đi nữa, không có y thuật lúc đó chẳng phải là vô dụng sao. Nói cũng phải. Các ngươi nói cái gì đó. Còn có thể nói cái gì, không phải là tuyệt hồn cốc kia. Âm thanh đáp lời ngập ngừng, trong lòng thình thịch kinh hoàng, hắn cẩn thận quay đầu lại, sắc mặt liền trở nên khó coi, ngữ khí lắp bắp, thanh, thanh trần công tử. Hắn, hắn 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 sao lại ở chỗ này, tất cả âm thanh dường như biến mất trong lúc đó, thanh trần ung dung tử trong bọn họ đi qua, mỗi một bước giống như đều trải qua cả một thế kỷ dài rằng dặc. thấy thanh trần đang đi vào gần trung tâm sự việc đột nhiên cảm thấy có cái gì đó lạ thường chát bạch yên nhiên từ dưới đất nhảy lên ánh sáng trong tay lóe lên roi ra được khảm gai ngược sắc bén đột nhiên xuất hiện đánh một tiếng chát vào mặt đất thần sắc bạch yên nhiên dữ tợn roi theo nàng ta vung ra đánh về phía minh thù ngón tay minh thù hơ hơ trên không lưu phong ngừng tiến lên dưới chân minh thù chuyển động tránh khỏi roi ra bạch yên nhiên vận dụng linh lực trên roi mang theo linh lực bén nhọn, không khí dường như cũng trở nên căng thẳng. Giết chức phách. Mình muốn giết chức phách. Bạch yên nhiên vung vẩy chiếc roi trong tay, linh lực được truyền vào trong roi, chiếc roi từ trên không hạ xuống, minh thủ không thể nào tránh được. Thấy chiếc roi sẽ đánh xuống người minh thủ, minh thủ tay không bắt roi hung hăng kéo xuống một cái roi bị kéo căng. Máu tươi từ bàn tay minh thủ chảy ra, khóe miệng nàng lại lộ ra ba phần ý cười. Cố sức kéo căng, làm cho bạch yên nhiên lào đảo cả người chúi về phía trước, minh thủ kéo roi bắt bạch yên nhiên lại quấn một vòng roi trói chặt nàng ta bạch yên nhiên dãy giụa roi ra mang gai ngược ghim vào thân thể đau đến mức rút cạn sinh lực không để ý đến hình tượng giống to chức phách ngươi là con khốn buông ra ngươi lặp lại lần nữa minh thủ dường như không nghe thấy ngoáy ngoáy lỗ tai con khốn buông ta ra ta là tiểu thư bạch gia ngươi dám đối xử như thế với ta ta phải cho ngươi chết không được tử tế ngươi là đầu gỗ sao còn không mau cứu ta những lời này là gào với Nhất Minh. Nhất Minh muốn tiến lên, lại sợ Minh thủ và Lưu Phong nên có chút do dự. "Đừng nói ngươi là tiểu thư Bạch gia, dù cho ngươi là thần tiên, hôm nay ta cũng dám động vào ngươi. Trẫm cũng sẽ không thương Hoa Tiết Ngọc." Bạch Yên Nhiên bởi vì đau đớn, giọng nói như lạc đi, "Ngươi dám? Ngươi nói xem ta có dám không?" Minh thủ cười nhẹ siết mạnh roi hơn nữa, Bạch Yên Nhiên đau đến mức không phát ra tiếng. "Trẫm không thèm để ý đến ngươi, coi trẫm dễ bị bắt nạt thế sao?" chức phách, ngươi dừng tay lại. Bạch lão gia đem theo người chạy đến, mọi người đều giặt sang hai bên, Bạch lão gia tức giận hét lớn, buông Yên Nhiên ra. Ngươi bảo ta buông là ta sẽ buông sao, thế thì ta làm gì còn thể diện chứ? Vậy ngươi muốn thế nào? Bạch Yên Nhiên đang bị tra tấn trong tay Minh Thù, Bạch lão gia tuy tức giận nhưng cũng không dám đắc tội với Minh Thù,